Ôi, gió hôm nay thật là hung hãn. Nó cho em hoa wattle, cúc hoa của Úc này, được ở người Úc gọi như là thiên thần. Nó tan tác hết này. Sức may là nó đã chụp được những bức ảnh rất là đẹp rồi. Thực ra ở ngoài màu vàng chanh nhá, không hiểu trong máy này lại thành màu vàng cam này. Vàng chanh nó mới đẹp. Có một em chim màu nâu mỏ vàng đó, khi em bay lên cánh lại có màu trắng nâu rất đẹp nha. Đó, đây một cái cành rất là lớn này, đã bị gió làm tách đôi cả thân cây, gió cực kỳ mạnh, và một nửa cây đã bị rơi xuống một cái ao xinh xinh này. Này rất là nhút nhát này, chú hót cũng khá là hay. Thân cây đã bị xé toạc thành đôi này, kinh khủng, sóng to như thế này. Cái cây hoa wattle này đẹp vô cùng, đã bị bóc tách đôi thân rồi, giờ chỉ còn một nửa, không biết là có sống sót được không đây.